Tới ngày mùng 2 tháng 5 năm 1975. Tại buổi lễ trang trọng và thân mật tại hội trường Dinh Độc Lập, Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn định đã công bố quyết định trả tự do cho các ông Dương Văn Minh, Nguyễn Văn Huyền, Vũ Văn Bẫu. Tại buổi lễ ông Dương Văn Minh nói ngắn gọn thế này, ngày hôm nay đại diện cho các anh có mặt tại đây, tôi nhiệt liệt hoan nghênh sự thành công của chính phủ, cách mạng trong công cuộc, phản hồi hòa bình, cho đất nước. Với kỷ nguyên mới này, tôi mong rằng tất cả anh em có mặt tại đây, cũng như các tầng lớp đồng bào, sẽ có dịp đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng đất nước. Riêng cá nhân tôi hôm nay, Tôi rất hân hoan khi được 60 tuổi trở thành công dân của một nước Việt Nam độc lập.